Ok, và hello tất cả mọi người nhá. Đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì nay mình sẽ tiếp tục với series con Flame Ranger nhá. Thì những ngày qua mình không ra được video đó là do mình bận đi học. Thật sự thì mới tuần đầu vô mà cho nên là bắt mình học nhiều, học phụ đạo rồi học đủ thứ. Mà bây giờ thì mình ổn rồi. Mới tuần đầu vô thì nói chung là ngày nào cũng học toàn cả ngày luôn. Còn bây giờ thì chỉ học buổi sáng không thôi, học ca sáng không thôi cho cũng đỡ, thực hành thì ca chiều. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu luôn nha. Thì trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và mình mong tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé, bằng cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký, bấm vào đăng ký đi. Ok. Ở tập trước mình mua được cái khu ngoài đây nè. Và ở đây thì nó có một cái hồ nước luôn. Hồ nước này để mình nuôi mấy cái con này. Và cái hồ nước này không bị cạn nha. Mấy cái hồ nước mà mấy bạn mua ở đây nè, chơi một thời gian lâu á, qua nhiều ngày á thì nó sẽ bị cạn. Thì nay là công việc của mình. Ủa? Để mình thu hoạch cái này cho tụi kia ăn đó. Và mình cũng mua thêm một cái khu đất nữa. Mình tính giới thiệu cho mấy bạn. À, chỗ này hình như hết rồi hả? À, còn đi thôi. Đồ ăn thì còn nhiều á, xíu nữa mình cho nó ăn sau. Đây là một cái khu gọi là phòng thí nghiệm. Thì cái này là gì? Cái này là một cái máy. Mình có mấy nguyên liệu bằng bỏ vô đây. Đó, cái này là cái máy mua. Và cái máy này mới là cái máy chế tạo nè. Ờ, thì mình có bỏ vô đây rồi mình sẽ chế ra mấy cái này. Mấy cái này là mấy cái vật dụng quan trọng nè. Để sau này để mấy bạn làm cái này. Cái này là để cho cái con Goro bự. Mà oi thì mình phải làm một cái máy gọi oi lên. Cái máy này hình như là nước. Cái máy hình như máy màu đỏ mới là oi nè. Ờ, rồi mấy cái cục tele nữa. Rồi cái đèn của nhét cái con slam vô để làm cái đèn slam. Cái này là để bắt mấy cái con làm để treo lên đây cho nó đẹp á. Thì mình tính là bắt con Golden với là con Lucky. Hai con đó thì nó khó. Thì mấy cái máy này nó sẽ có một cái, mình sẽ làm hết ba cái máy luôn nha. Ok, thì cái máy này nó sẽ có, mấy bạn bấm chữ T là để đặt lên. Và nó sẽ có một cái thời gian để làm việc. Ok, rồi. Đó, nửa tiếng. Và cái máy này khá là ồn luôn, cho nên là mình sẽ không đặt ở gần nhà mình đâu, nó ồn lắm. Ở sau đó thì bởi vì tắt chữ T. Mấy cái máy này thu hoạch á thì hết giờ là nó sẽ tự biến mất, và mấy bạn phải đi kiếm lại kim cương. Thì mấy cái đó nó sẽ ra cho mấy bạn mấy cục như là, mấy cái cục như là oi hay gì nè, Cherrychone nữa nè. Đó là mấy cái cục này nữa nè, đi cho rồi cái bum quay cái oi rồi nhiều thứ lắm. Và mình cũng học được cái chiêu mà săn kho báu rồi giờ, cho nên là tập này mình sẽ đi mở cái cánh cổng mà bên cái vương quốc của mấy cái con mà có hạt nhân á. Rồi mình mở cái cổng ở đó là cái thứ nhất, và cái thứ hai là mình sẽ đi kiếm trên đường đi thì có kho báu mình cũng sẽ lấy kho báu luôn. Ồ, giờ mấy cái con này. Có cái con gì kêu lâu lâu quá mình chưa có vô nữa. Ồ, con gà. À, cái con gà là con gà đồ chơi. Mình mua cho cái tụi đó nó nghịch đấy mà.
Mấy cái phần này chắc là mình sẽ thu hoạch sau đi. Ok, vậy là được rồi. Mình có hai cái chìa khóa mà mình không có sợ. À, ở đây nó sẽ có một cái cục kho báu nè. Đó, mình đi rồi cho nên mình biết. Vậy bây giờ mình học được cái skill mở kho báu. Mở kho báu là mấy bạn hình như là phải... Wow, cái gì vậy? Mình cũng chẳng biết cái đó là gì luôn. Mở kho báu là mấy bạn phải... Đợi tới hình như là ngày thứ 32 á. Ngày thứ 32 thì nó mới ra cái cục mà săn kho báu để mấy bạn nâng cấp, mấy bạn lấy. Ở đây cũng có nè. Ô, ở đây có một cái cầu rồi. Mình chưa thấy cái cầu này bao giờ cả. Nó mới update hay sao vậy? Ô, mình chưa đi cái cầu này luôn á. Để từ từ. Cố lên. Cố lên, bay lên nào. Nhanh nhanh nhanh. Cái này mình chưa đi bao giờ luôn á. Ok, chỗ này thì chỉ ra đây cho nó lẹ thôi. Mình nhớ trên này có một cái cục kho bóng ở đây. Ồ, vậy là bây giờ là mình chỉ mới mở được những cái kho báu màu xanh lá thôi. Cái màu xanh dương thì mình còn phải lên nhiều ngày nữa hoặc là lên cấp. Ở đây toàn là tắp bi không à. Mấy con mèo. Ở đây cũng có một cái cục nè, không biết là cái cục à, cục xanh dương thôi. Ở cái xanh lá chứ. Xanh lá thì mình mở được. Nó cho mình cỏ hay cái gì á. Ờ, mình đi lộn rồi, mình đi lộn rồi. Lo nói nhiều quá đi lộn rồi. Ôi nhiều gà quá. Không chơi với mấy con này đâu, không chơi đâu, không chơi, ê, không chơi đâu. Ok thì đi cũng một đoạn cũng khá là xa nhá. Ủa nó nhiều. Mấy con này nhiều quá. Mấy con đó mình cũng chẳng cần, ở nhà mình một đống rồi. Mình cũng chẳng cần mang theo đồ ăn cái gì. Ở đây 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 đây. Bấm. Nó ra mấy cái cục gì ở nhà mình á. Ở đây có cái cục màu tím. Ở cục màu tím thì mình vẫn chưa lấy được. Ở đây dưới này có một cục. Ở cục màu xanh dương rồi. Bay qua. Hồi lâu ngày quá mình không vô chơi cái làm. Cái con slam nó bon ra nhiều quá cho nên nó giật quá nhiều đi. Ok, hình như là đi thẳng khúc này mình nhớ không lầm thì nó vậy. Mong là đi đúng đi.
Mình nhớ ở đâu, ở trong cái hố này nè. Ở đây thì phải. Mở ra. Bum. Wow. Một cái khu không có một con slime nào ở đây cả. Cái này là gì? Nó giống như là một con nham thạch vậy. Ồ, ở đây thì có một con màu. À, là mình phải đặt mấy cái viên kim cương của mấy con này. Ở đó thì đã có một con màu hồng rồi. Ở đây là nham thạch. Ở trên là con đom đóm, và ở dưới là con gì? Hay là con đó đều là đom đóm hết ta? Đây là một cái con nguyên tử. Cái này cũng chỉ xung quanh khu vực này thôi. Nhưng mà cánh cửa đó chắc là mình để tập sau đi. Bây giờ mình sẽ dùng những chìa khóa để mình mở ra dùng gấp mới rồi mình đi khám phá chứ. Ok, khúc này sẽ vừa vào là sẽ có một con tắp bi. Nham thạch kìa. Nó chỉ có một đường thôi à. Thường là mấy cái map không nên có một đường. Mấy cái map có gì đường? Ủa. À rồi mình biết cái khúc này rồi. Khúc này là bên bên cái đám honey nó ở rồi. Vậy là hai mấy cái cánh cửa nó cũng liên thông với nhau à. À, Tappy thì mình không cần, mình cần con nham thạch. Ở đây không có trái cây, tiếc là mình quên mang theo trái cây cho con đom đóm nó ăn rồi. Oh no no no. Á, à, nó ăn được con màu hồng vậy là có thể biến được thành ấy rồi. Cho nó ăn gà, con màu hồng cái gì cũng ăn á. Ừ đúng rồi. Đẻ ra con đúng rồi. Được được được. Lấy lẹ. Mình không cần con Tappy nó ăn. Tappy ăn không có quan trọng. Đâu rồi cái con ấy rồi. Đây. Ăn đi. Ăn đi. Mày lên đây. Ăn đi. Mày ăn, mày có thể ăn cho tao được không? Ăn đi. Mày là mèo mà mày phải ăn thịt gà chứ. Ăn đẻ. Ôi con này nó chê luôn rồi. Ờ à. Cái con hạt nhân nó chỉ ăn củ thôi. Nhưng mà tại sao mình không hiểu là tại sao mình bắn con gà vô mà nó lại không chịu ăn. Vô dụng. Ở bên này coi. Ở bên này cũng có một con nham thạch. Và mình nghĩ là nó sẽ đẻ. Đi nào. Nham thạch thường là bung. Mình cần kiếm cái gì đó cho nó ăn. Con này chỉ ăn củ thôi. Nham thạch chỉ ăn củ thôi nha. Wow wow wow. Yên tâm đi, anh sẽ cứu mấy em. Xuống nước mà chơi đi. Cái con đó xuống nước thì nó sẽ chết. Ok bây giờ mình phải kiếm đồ ăn cho con bum nữa nè. Khu vực này thì có honey. Có honey thì nó sẽ không có nhiều củ. Ok mình phải quay lại cái khu vực kia. Ok mình mở được một cái mà lưu teleport kìa.
ở trên này có cái gì nữa? Green teleport luôn. Mình có thể chế được cái đèn của cái con màu xanh dương rồi, vậy là qua nhiều ngày. Ấy 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 ấy. Cái cục đó thì mình cũng chưa biết nữa, có gì để mình nghiên cứu sau đi. Lúc này không có cũ nè mới buồn nè. Ok, mình mở được cái lu và cái rin. Ở đây còn cửa nào nữa không? Lúc này con này là con gì? Con này là con róc. Con này là con róc. Con róc là cái con màu xanh linh dương ấy. Ok. Lại trên này để mở được cái màu tím rồi. Là mình hiểu cái cơ chế của cái cánh cửa rồi, giờ mình mở sẽ mở cái cánh cửa đó sau đi. Mình sẽ không mở bây giờ đâu. Ok, bây giờ mình sẽ về nhà y. Mình nghĩ mình sẽ về nhà và cho con Honey ăn. Thì tập này cũng chỉ vậy thôi, cũng bình thường vậy thôi. Nói chung là mình mở ra một cái khu mới, nhưng mà cái khu đó cần phải có nguyên liệu đó đi nữa. Cho nên quá mình phải bán cái cục này. Giờ Honey, thường Honey nó sẽ ăn xoài, cho nên mình phải thu hoạch xoài. Năm cục honey là vừa đủ rồi. Không, năm chục cái quả xoài là sẽ đủ cho con honey nó ăn. Để xoài mình để lâu quá thì xoài nó sẽ tự héo, và nó lúc mà mình thu vô nó chỉ có toàn là khói không à. Cái này nữa. Thì giờ đồ ăn mình nhiều rồi, mấy cái con đó nó cũng ăn chẳng hết nữa, cho nên là mình cũng chẳng biết làm sao. Ok, đủ rồi, chỉ cần như đó thôi là đủ rồi. Và thả mấy em này xuống dưới kia đi. Bẹp bẹp. Và đi nào. Ấy shit. Không chơi đâu, không chơi đâu. Wow wow wow. Nguy hiểm quá. Wow wow, đông vậy. Đông thế cơ à. Ok, thì mình vẫn biết chỗ của con Honey mà. Nhảy xuống. Con Honey nó ở một cái chỗ mà ấy. Wow, cái cục này là cái tụi mèo Tappy nó rất là thích chơi nè. Đây đây đây, hình như là đường này. Wow 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 wow, đừng nổ. Ờ kêu là đừng nổ. Mình nhớ đâu đó. Chỗ này thì phải. Đây đấy, Honey đây rồi. Hello hello hello. Ăn đi. Cho mày ăn và bội thật luôn. Đóng họ đi.
Củ gì vậy? Cà rốt hay à? Yên tâm, anh sẽ cứu mấy em. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Ok, tại vì cái honey ở nhà mình ít lắm, cho nên là mình bắt thêm honey nữa. Trái dâu thì ở nhà mình có rồi, cho nên là mình đang trồng xoài nữa, tập trung trồng một quả thôi, chứ trồng nhiều quả thì nó khó, nó lâu lên nữa, ít thức ăn. Nếu như mấy bạn nào mà nuôi nhiều flam. Ok, cái này cũng khá là khó để đi về. Okay, chắc là mình sẽ đi đường kia vậy. Mình muốn mang cái cục này về luôn, nhưng mà không biết là nó qua được cổng teleport hay không. Tại vì mình thử rồi, những cái cổng teleport thì nó sẽ chặn. Nó sẽ chặn lại, mình để mang một cái con bự về bằng teleport đó, nhưng mà rốt cuộc cái con bự nó lại ở lại. Thì chỉ có mình về. Mà khó thấy đường quá. Hình như là bên này. Tại cái cục này ở đằng trước mặt mình, cho nên mình cũng chẳng xác định được phương hướng đâu. Đúng không ta? Ồ, mình thấy là mình vừa đi một vòng tròn á, giờ như thằng ngu vậy. Đây cơ mà, đây đường này. Đúng rồi, nó có biển nguy hiểm và mấy con nhanh thật. Tâm anh sẽ không chơi với em đâu. Mấy em nguy hiểm lắm. Nhanh nào. Wow, ở đây nhiều nham thạch ha. Thì có tập sau mình sẽ mở cái cánh cổng đó. Rồi. Vậy là biết là đi về bằng teleport là sẽ mất rồi. Cái cục đó chỉ có nước là chạy về nhà thôi. Trong này thì không bao giờ lo mấy con này đói được. Nếu nào cũng có đồ ăn. Wow. Wow. Mình quên, mấy cái con hunter là mỗi khi mà nó ăn thì nó sẽ nổi điên lên ấy. Mấy cái con này thì mình vẫn chưa biết được là những con nào sẽ hợp với nó, cho nên là mình cứ để nó ở không vậy. Và mình cũng có mua đồ chơi cho nó nữa, vậy nó rất là thích cái cục con đó, nhưng mà mình chẳng biết là cái cục đó dùng để làm gì cả. Ok, bình tĩnh hết. Wow, còn một con rồi. Đa số là mấy con mấy con mà hunter sau khi mà cho nó ăn bự lên thì nó tự nhiên nó sẽ nổi điên rồi. Gà mình nhiều mà cho nó ăn gà suốt luôn. Ok, và chắc là video này cũng kết thúc tại đây thôi nha. Thì tập này cũng an nhàn vậy thôi, thì mình chỉ cho mấy bạn là cách để lấy mấy cái cục cherry hay là oil rồi. Có ba loại chỉ lấy được thôi, cherry, oil là stone. Thì là chỉ có ba cái đó thôi. Ok, còn 2 phút nữa. Ba cái máy nó thì nó sẽ giúp bạn lấy được mấy cái này thôi. Đâu rồi?
Hình như là cherry nè. Còn mấy cái này nữa. À mấy cái này là mấy cái nguyên liệu mà chế đồ á hả? Chế cho cái cảnh nó đẹp á hả? Là mình cần mấy cái này làm cái gì? Thì mấy cái nguyên liệu này có gì mình sẽ học sau và mình sẽ chỉ mấy bạn sau nhé. Thì bây giờ là mình chỉ biết được mấy cái đó thôi. Và chắc là video này cũng dừng tại đây thôi nhá. Bạn nào thấy hay cứ like và share sẽ giúp mình rất là nhiều. Bạn nào chưa đăng ký bấm vào đăng ký nhá. Một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu, cứ đăng ký đi. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.